ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình chứng khoán cuối tuần. Khung pháp lý, cơ sở hạ tầng, tất cả đều đang sẵn sàng cho vận hành sản phẩm chứng quyền có đảm bảo vào tháng 5 tới. Vậy trước khi giao dịch sản phẩm mới này, nhà đầu tư cần phải chú ý điều gì? Đâu là biện pháp để phòng ngừa rủi ro? Các nhà đầu tư còn băn khoăn điều gì hay không? Tất cả thông tin về chứng quyền có bảo đảm sẽ được phát sóng trong chương trình chứng khoán cuối tuần này. Những mã cổ phiếu nào đã đủ điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm? Công ty chứng khoán đã chọn những mã nào để phát hành chứng quyền của mình? Mời quý vị theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm và hạn mức còn phép được chào bán quý 1 năm 2018. Dựa trên danh mục VN30 kỳ 1 năm nay được công bố thông tin vào ngày 15 tháng 1, cùng giá trị vốn hóa, khối lượng và giá trị giao dịch tỷ lệ free lot thực tế chốt ngày 29 tháng 12 năm ngoái, HOSE lọc ra danh sách 23 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm. Dữ liệu tính hạn mức chào bán bao gồm khối lượng cổ phiếu lưu hành chốt tại thời điểm mùng 9 tháng 3 năm 2018 và tỷ lệ free lot thực tế chốt tại ngày 29 tháng 12 năm 2017. Sau đây là 23 mã cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm. Đó là các mã BMP, CII, CTD, DHG, DPM, FPT, GMD, HPG, HSG, KDC, MBB, MSN, MVKG, NT2, NVL, RI, ROS, SBT, SSI, STB, VIC, VGC, VNM. Khi sở công bố chính thức là đều nằm trong V30 rồi hết đúng không ạ? Cái tiêu chí thứ hai là vốn hóa là tối thiểu phải là 5.000 tỷ. Tức là vốn hóa của từng cổ phiếu như thế này tối thiểu phải đạt ở mức là 5.000 tỷ. Cái thứ ba là về vấn đề về thanh khoản. Thanh khoản là tầm là khoảng tổng khối lượng thanh khoản, tức là tổng khối lượng giao dịch trong 6 tháng bình quân là phải chiếm tối thiểu là 25% tổng cái khối lượng cái free float. Điều này nó có thể nói là một ngày mỗi một cổ phiếu này giao dịch với một cái khối lượng tương đương từ 1,5 triệu cho đến 2 triệu cổ phiếu. Giả sử như Vinamilk theo chúng tôi tính được là mỗi một ngày là ít nhất là phải đạt ở cái mức đó, tương đương đến mà tầm 1 triệu, mỗi đến 1,5 triệu, có thể là hơn. Có những thời điểm thì nó giao dịch là bao nhiêu triệu, nhưng mà bình quân mỗi một ngày là như thế. Thì điều này nó sẽ làm cho cái thanh khoản trên thị trường nó sẽ tốt và sẽ giúp cho cả tổ chức phát hành cũng như nhà đầu tư hạn chế được những cái rủi ro. Cũng tính đến thời điểm tháng 12 năm ngoái, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ có 5 công ty được phát hành chứng quyền, bao gồm VnDirect, SSI, HSC, chứng khoán VPBank và chứng khoán MBS. Một số công ty chứng khoán đã bắt đầu lựa chọn các mã cổ phiếu để phát hành chứng quyền. Chứng khoán VN-Direct dự kiến lựa chọn 4 mã chứng khoán cơ sở đầu tiên để phát hành chứng quyền, đó là HPG, FPT, MBB và SSI. Theo Liên đoàn các sở giao dịch chứng khoán thế giới, hiện có 42 trên 56 sở giao dịch thành viên đã triển khai giao dịch chứng quyền. Đây là một trong các sản phẩm tài chính có giao dịch năng động nhất trong các thị trường chứng khoán mới nổi. Những câu hỏi tiếp theo mà nhà đầu tư quan tâm đó là những điểm hấp dẫn của chứng quyền có bảo đảm là gì? Xét về chứng quyền mua do công ty chứng khoán phát hành, có ưu điểm như vốn đầu tư thấp so với mua chứng khoán cơ sở, nên nhà đầu tư có cơ hội thu được tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Sở hữu quyền, chứ không phải nghĩa vụ thực hiện, chứng quyền giúp nhà đầu tư có thể cố định tài khoản lỗ tối đa bằng phí mua chứng quyền trong trường hợp giá chứng khoán cơ sở biến động ngược chiều với dự đoán. Trong khi đó, có khả năng đạt tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn so với mua trực tiếp cổ phiếu với cùng số vốn, bởi giá giao dịch của mỗi chứng quyền thường thấp hơn nhiều so với giá chứng khoán cơ sở. Nhà đầu tư cũng không phải ký quỹ khi giao dịch, chỉ phải trả phí mua chứng quyền và phí giao dịch. Như vậy, chứng quyền có nhiều đặc tính hấp dẫn, nhất là nhà đầu tư ưa mạo hiểm, lướt sóng, khi mà giới hạn ký quỹ ban đầu của cổ phiếu theo quy định tối thiểu phải đạt 50%. Thậm chí, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang có kế hoạch nâng lên 60%, tức mức vay tối đa chỉ còn 40% trong thời gian tới. Sản phẩm giúp nhà đầu tư có thể giao dịch ngắn hạn. Và giao dịch ngắn hạn như thế thì họ, cái yếu tố tiên quyết là gia tăng cái khả năng sinh lợi trên cơ sở là chênh lệch với rủi ro. Tức là ở đây chúng ta, về lý chúng ta hiểu rằng là sinh lợi, khả năng sinh lợi là vô giới hạn. Nhưng mà rủi ro thua lỗ chỉ là mức mà gọi là, tức là mức xử lý là theo con số cố định do cơ quan nhà nước đưa ra. Tức là có sự chênh lệch rất là lớn giữa kỳ vọng rủi ro
thì sẽ nói là sẽ kích thích nhiều nhà đầu tư. Thứ hai, nó giống như hợp đồng tương lai vậy. Quyền chọn lần này sẽ giúp cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư cá nhân chỉ có, thậm chí chỉ có số vốn khoảng vài chục triệu cũng có thể giao dịch được. Đối với bên Thái Lan ấy, thì cái chứng khoán vệ sinh trong những cái phiên đầu tiên của năm đầu tiên ấy, giao dịch chỉ là khoảng độ 6.000 hợp đồng một ngày thôi, tính trung bình. Tuy nhiên đối với thị trường chứng khoán vệ sinh Việt Nam ấy, thì nó đã là ngay trong những tháng cuối của năm 2017 nó là 7-8.000 rồi, chưa tính là những tháng đầu của 2018 nó còn tăng hơn, vì là có những ngày là giao dịch đã trên 40.000 hợp đồng. Đấy. Thì chính vì thế nên là đối với cái chứng quyền này ấy, thì tôi cũng đánh giá là nôm na là cũng sẽ phát triển tương đối là mạnh. Vì tại sao? Vì cũng như là cái giải thích là nôm na, thay vì là nhà đầu tư phải mua ở một cái giá rất là cao chứng khoán cơ sở trên thị trường, thì nhà đầu tư sẽ mua chứng quyền liên kết với cái chứng khoán đấy ở giá giảm đi 10 lần. Chính vì thế nên là nói nôm na trên thị trường là có cổ phiếu trả đá, đúng không? Thì bây giờ chứng quyền chỉ khoảng độ, chắc là khoảng độ dưới 10.000, chứ không bao giờ chứng quyền sẽ định giá trên 10.000. Còn tất nhiên là khi mà chứng quyền giao dịch trên thị trường mà do chẳng như chứng khoán cơ sở tăng trần, thì là chứng quyền sẽ cộng với cái biên độ tăng trần của chứng khoán cơ sở, thì cái đấy vượt 10.000 thì đấy. Nhưng mà ý tôi là lúc tại thời điểm phát hành ấy, thì như là các anh chị thấy là khi mà định giá, ngay cả đối với chúng tôi hay là các bên khác, thì định giá đều chứng quyền đều dưới 10.000, và so với cái việc là các anh chị mua chứng khoán cơ sở trên thị trường là về cái giá gấp lên rất nhiều lần. Thì là đối với cái việc đấy, cũng như là cái việc có sự tham gia tạo lập thị trường của các tổ chức phát hành ấy, thì tôi nghĩ là đối với cái chứng quyền này thì là cũng sẽ là khá là tốt. So với sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đang giao dịch, dù không thể mua bán đóng vị thế trong ngày T+0 mà thanh toán bù trừ T+2, cũng như không thể bán trước mua sau, nhưng chứng quyền cũng được đánh giá có sức hấp dẫn riêng do nhà đầu tư chỉ tập trung giao dịch vào một hoặc một vài cổ phiếu cơ sở, thay vì phải theo dõi, phân tích danh mục lớn đến 30 cổ phiếu. Chứng quyền sớm đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần đến tiêu chuẩn của các thị trường chứng khoán phát triển trên thế giới, cung cấp cho nhà đầu tư thêm các sản phẩm gần gũi, dễ giao dịch, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư, đầu cơ, mà còn cung cấp thêm các công cụ phòng ngừa rủi ro. Theo những gì tôi được biết thì chứng quyền là một sản phẩm phái sinh khá là tiềm năng ở Việt Nam trong tương lai. Hiện nay chứng quyền được đảm bảo thanh khoản bởi công ty chứng khoán, vì thế đấy là một lý do quan trọng giúp nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Bên cạnh đó thì chứng quyền cũng kiểm soát được rủi ro và kiểm soát được khoản lỗ của nhà đầu tư, vì thế mà có thể trong thời gian tới tôi sẽ tham gia vào thị trường này. Bài toán thanh khoản của nhà đầu tư cũng phần nào được giải quyết khi tất cả các chứng quyền phải niêm yết và giao dịch qua sở giao dịch chứng khoán, áp dụng thanh toán bù trừ tương tự như cổ phiếu. Đồng thời, công ty chứng khoán có nghĩa vụ đóng vai trò tạo lập thị trường bắt buộc cho chứng quyền đã phát hành. Với nhà đầu tư nước ngoài, sức hấp dẫn của sản phẩm mới này là không nhỏ khi chứng quyền bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tối đa do chưa chuyển giao cổ phiếu, cho phép khối ngoại có thể đầu tư vào các cổ phiếu hết room, điều không thể thực hiện trên cổ phiếu cơ sở. Mặc dù sản phẩm chứng quyền có bảo đảm được đánh giá là một công cụ phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư chứng khoán, nhưng sản phẩm này lại có một rủi ro mà nhà đầu tư cần phải chú ý đến, đó là tỷ lệ đòn bẩy cao và rủi ro đến từ chính tổ chức phát hành, ghi nhận sau của phóng viên VITV. Các chuyên gia cũng lưu ý các nhà đầu tư khi tham gia sản phẩm này cần quan tâm đến một số vấn đề như giá chứng quyền biến động mạnh do sản phẩm này có đòn bẩy cao từ 7 đến 10 lần, vòng đời giới hạn chỉ từ 3 đến 24 tháng. Sau khi đáo hạn, nhà đầu tư không thể tiếp tục giao dịch chứng quyền. Đối với cái chứng quyền này thì là cái kỳ hạn nó tương đối ngắn. Ví dụ như là theo quy định của luật thì chỉ có 3 tháng đến 2 năm thôi, chứ không phải như chứng khoán cơ sở là có vô hạn. Đó, trừ khi là công ty bị phá sản hay là hủy niêm yết. Thì là cái trong cái khoảng thời gian đấy, ví dụ nhà đầu tư bỏ ra 20.000 mua một cái chứng quyền trên một cái cổ phiếu giá 200.000, thì cái 20.000 đấy nhà đầu tư chỉ được giữ trong 3 tháng, ví dụ như thế. Thì liệu đối với nhà đầu tư ấy, trong 3 tháng đấy nhận định cái chứng khoán cơ sở trong 3 tháng đấy có tăng được quá cái chi phí mình bỏ ra không? Thì là cái, và trong trường hợp mà giá chứng khoán cơ sở ấy sẽ giảm dưới cái giá thực hiện của chứng quyền ấy, thì nhà đầu tư sẽ mất hoàn toàn cái phí bỏ ra là 20.000 đấy. Tuy nhiên thì là cái điểm đấy cũng là một cái điểm mà phòng ngừa rủi ro tương đối với nhà đầu tư. Với tính chất đòn bẩy, khả năng xin lời cao cũng như vốn đầu tư thấp, chứng quyền sẽ thu hút các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch ngắn hạn và chấp nhận rủi ro cao.
Thêm vào đó, các nhà đầu tư nước ngoài có thể mua chứng quyền để hưởng lợi từ việc tăng giá của các cổ phiếu đã hết room. Kiến thức mới nhận thêm thì mình sẽ hiểu rõ được là cái mức độ về đòn bẩy của nó sẽ rất là cao, và cái đòn bẩy cao có nghĩa là cái khả năng sinh lợi của nó cũng rất là cao so với chứng khoán cơ sở. Thế đi kèm với nó thì là cái rủi ro cũng cao, bởi vì mình cái người nhà đầu tư thì hoàn toàn có thể mất toàn bộ cái phần mình đầu tư vào. Nhất là những cái thông tin mà các cái danh sách được đưa vào để làm cái chứng quyền đảm bảo để cho các công ty chứng khoán đưa vào giao dịch. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn những cái băn khoăn, ví dụ như là các cái margin rồi các cái tỷ lệ như chứng khoán cơ sở, tỷ lệ trần sàn có tính đối với chứng quyền hay không. Rồi thì đặc biệt là lưu ý đến cái ngày giao dịch như cái ngày giao dịch không chứng quyền. Nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến rủi ro mất khả năng thanh toán từ tổ chức phát hành. Tuy nhiên, rủi ro này là thấp do tổ chức phát hành phải mua chứng khoán cơ sở để phòng ngừa rủi ro và phải ký quỹ 50% số tiền thu được từ phát hành chứng quyền để đảm bảo thanh toán khi chứng quyền đáo hạn. Nhằm hạn chế rủi ro thanh toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán phát hành chứng quyền phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí về nguồn vốn, tỷ suất sinh lời, phải ký quỹ, đảm bảo giá trị thanh toán với giá trị tài sản đảm bảo ban đầu tối thiểu là 50%. Trong vòng đời chứng quyền 3-24 tháng, công ty chứng khoán phải thực hiện phòng ngừa rủi ro đúng với phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và phải chịu sự giám sát báo cáo thường xuyên với Sở Giao dịch Chứng khoán. Trong quá trình mà thực hiện các hoạt động ở trên thị trường thì luôn luôn là họ chào cái giá này. Tức là họ thực hiện bên cạnh cái nghĩa vụ đó thì họ còn phải thực hiện với cái nghĩa vụ là tự nguyện. Họ tự nguyện họ làm. Nên là đối với sản phẩm này, về mặt lý thuyết là có khả năng anh sẽ gặp rủi ro về thanh khoản. Anh sẽ gặp rủi ro thanh khoản, nhưng mà trên thực tế thì có thể là lúc nào anh cũng có khả năng anh bán được, nhưng mà có nhiều khi anh sẽ không bán được hết toàn bộ. Đó là cái rủi ro. Tại vì sao ạ? Mỗi một lần thế này, quy định của tổ chức phát hành là chỉ có tối thiểu là 100 chứng quyền. Còn họ thực hiện như thế nào, đó nó còn tùy vào cái thái độ của họ, cũng như là tùy vào cái hành vi của họ đối với cái khách hàng của họ nữa. Yêu cầu bắt buộc là sau 5 phút thì nhà tạo lập thị trường, tức là BSC trong trường hợp này, phải tạo thanh khoản cho nó. Nên là không bao giờ là, trừ khi là ví dụ như là bên bọn em phát hành 1 triệu chứng quyền mà cái việc đấy nó quá 1 triệu chẳng hạn thì nó không muốn điều kiện làm nữa, thì lúc đấy thì phát hành thêm hay là thế nào thì là câu chuyện sau. Nhưng mà trong cái điều kiện của bọn em thì bọn em sẽ tạo đủ thanh khoản để các nhà đầu tư có thể mua bán ở trên sàn. Đặc biệt nhằm hạn chế tình trạng làm giá, giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền được quy định là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong 5 ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn, không bao gồm ngày đáo hạn. Thưa quý vị, sản phẩm mới hấp dẫn nhưng cũng có không ít những rủi ro nhất định. Hy vọng chương trình này đã cung cấp đến cho quý vị những thông tin bổ ích về sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm. Còn bây giờ, chương trình Chứng khoán cuối tuần này xin được tạm dừng tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.